Sáng nay ngày 29 tháng 9, Công an Gò Vấp chủ trì phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhà hàng Luxury Place số 171B, phường Nguyễn Thái Sơn, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi diễn tập, gần 100 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị sử dụng một xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 2 xe thang, 2 xe chuyên dùng chở phương tiện và 6 máy bơm chữa cháy, phối hợp với khoảng 150 người, gồm lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhà hàng Luxury Place. Trong quá trình diễn tập, các đơn vị kịp thời huy động lực lượng phương tiện tại chỗ để tổ chức thoát nạn, tìm kiếm cứu nạn, triển khai chữa cháy ban đầu và di chuyển chất chữa cháy tại nhà hàng ra khu vực tập kết. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thành MICK LiveSpa, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn MICK Group. Đồng thời, các đơn vị tham gia diễn tập đã triển khai nhanh nhất các phương tiện chữa cháy như xe, máy bơm chữa cháy, hệ thống chữa cháy vách tường, các bình chữa cháy để phục vụ cho công tác tổ chức chữa cháy và nhanh chóng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người bị nạn. Bên cạnh đó, phương án diễn tập này đã huy động sức mạnh tổng hợp của các đơn vị công an quận, ban chỉ huy quân sự quận, hội chữ thập đỏ quận, bệnh viện, điện lực quận Gò Vấp trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, cứu nạn cứu hộ, sơ cấp cứu nạn nhân tại hiện trường và phân luồng giao thông phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Buổi diễn tập theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ đã diễn ra thành công tốt đẹp, theo sát kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị, góp phần nâng cao năng lực điều hành chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận Gò Vấp nói riêng.